Rồi, clip này em xin chia sẻ anh em mình là hàng khủng nha. Đó, anh em mình nhìn thấy hấp dẫn không? Siêu to khủng lồ luôn. JBL 2446Z. To bự như hai cục đá vậy đó. Vâng, em xin chào anh em mình nhé. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Thì tối nay em rất vui và hân hạnh được quay trở lại kênh của em. Thì em có một số sản phẩm liên quan đến JBL. Anh em nào đang có nhu cầu sưu tầm củ còi to khủng thì anh em theo dõi video này, hoặc là anh em mình có họng kèn tai voi model từ 2360, 2365, 2366 mà anh em mình chưa có chân, chưa có adapter thì anh em mình theo dõi video nha. Đây là một trong những sản phẩm hiếm có khó tìm nha anh em ha, còn nhiều lúc có nhưng mà tìm khách cũng không có luôn. Đó, đam mê âm thanh là nó tùy duyên các bạn ơi, tùy duyên ha. Rồi mình xin đi vào chi tiết. Ở đây em có bốn cái sản phẩm. Thứ nhất là củ chép JBL 2446Z và cái adapter của JBL 2360A, con này gắn cho tai voi ha. Và mình có cái cặp chân của tai voi luôn, 2506B nha các bạn ha. Và mình có một cái adapter cũng của JBL luôn. Thì cái adapter này có model là H93 nha anh em ha. H93 lắp cho cũ 2 inch. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ chi tiết mình quay cái cũ trước nha anh em. Thì đây là cái cũ siêu to khổng lồ của JBL, thường lắp trên những cái họng tai voi tổ chản nha, họng tai voi đường kính là 80 80 đó anh em. Thì đây là cái model là 2446Z. Dòng 2446 thì nó có Z và H nha. H là 8 ohm, Z là 16 ohm anh em mình. Thì ở đây nó còn cái siêu nè các bạn, tem là tem nhôm, nó còn cái siêu nhựa thì nó bị chày, anh em mình thích thì lột ra, còn không cứ để nguyên như vậy ha. Đó. Cũ này rất là to, rất là khủng các bạn, rất là nặng luôn. Con này một quả là nặng là 13 ký 8 đó, làm tròn là 14 ký. Thì một cặp như thế này là 28 ký các bạn. Hay của anh em mình thấy nó có nặng không? Đó. Từ rất là to. Thì hãng bảo vệ cho nó một cái dòng cao su ha, để bảo vệ cái từ đó các bạn, vì nó nặng quá đi. Nhiều lúc á, anh em mình ôm mà sợ nó gớt các bạn, sợ nó gớt trúng cái chân mẻ cái từ các bạn ha, trúng cái chân mẻ cái từ nên người ta bọc cái cao su lại nha các bạn ha. Thì con này được lắp trên cái họng tai voi nó có adapter và cặp chân. Thì anh em mình tai voi đâu thấy đúng không? Tai voi mình nhúng giấm rồi các bạn ơi, bây giờ chỉ còn chân, adapter và củ thôi nha các bạn. Thì cái củ 2446 này các bạn thì được hãng sản xuất vào năm 92 ha, 92 kéo dài đến 2007 nè các bạn ha. Và con này thì công suất em thấy to nè ha, rất là to, thì công suất chắc chắn là phải to rồi. Công suất nó sẽ đạt từ 100 cho đến 150W với cái độ nhạy là 111 dB nha các bạn. Thì với củ 2446Z này anh em hãy chơi giải tầng từ 500 cho đến 20 kg, thì anh em mình chơi khẩy mid low hoặc là chơi chép đều được, nói chung là chơi từ A tới Á luôn các bạn ơi ha. Đó, anh em thích to khủng á, thì anh em mình nhấc cặp này về chơi nè các bạn. Đó, nhìn nó rất ấp phê ha. Đó, nhìn giống như cái đĩa bài của người ngoài hành tinh nha các bạn. Đó, còn rất là mới ha, còn rất là mới. Thì một tí nữa mình sẽ lắp vào cái họng H93 này mình test nha anh em cho nó gọn ha. Đó, cái họng H93 nè. Thì anh em nào nhà có tán âm rồi đó, thì anh em mình mua con này về lắp vô, hoặc là có cũ rồi anh em mua về lắp vô, anh em mình chơi trong nhà nha. Chơi trong nhà nhỏ gọn đó các bạn. Đó, thì ra đây là cái adapter H93 của JBL nha. Con này dòng nằm trong những cái thùng lớn đó các bạn. Đó. Con này cũng rất là ít gặp ha. Nhiều lúc có cũ rồi mà kiếm mua cái adapter này không có anh em. Đó. Rồi, ở đây là cái adapter của tai voi nè anh em. Cái adapter này thì anh em mình sẽ lắp lên cái chân này nè các bạn ha, lắp lên cái chân này nè. Anh em nào có cái họng tai voi rồi mà chưa có adapter đó thì anh em mình mua nha. Đó. Thì con này có model là 2360A nha, 2360A, tem còn nè các bạn. Tem còn nè, ngoại hình mình thấy nó cũng còn đẹp ha. Đó, ngoại hình này cũng còn đẹp nè, anh em cứ để vị chơi ha. Rồi. Đó, 2360A ha. Tem hai cái đều còn hết nha các bạn, tem hai cái đều còn hết. Đây các bạn, đây là cặp adapter lắp cho cũ 2 inch nha anh em, cũ 2 inch là cũ này luôn nè. Đây các bạn ha, bốn lỗ nha.
Anh em nào mà có củ còi JBL 4 lỗ thì anh em mình lắp vào là vừa nha. Rồi ở đây là cái cặp chân ha, cặp chân có tay voi, cặp chân hãng xịn nha các bạn. Cặp chân hãng xịn, nhiều lúc anh em mình hỏi á, mua cặp chân của hãng chi cho nó mắc ha, anh em mình ra mua sắt về hàng cho nó rẻ các bạn. Anh em mình biết là thép á, sắt của Mỹ thì nó khác sắt của mình nha các bạn ha. Thứ hai là cái thiết kế người ta đã tính toán về cái cân nặng cũng như là những cái chi tiết trên này các bạn, hãng người ta đã nghiên cứu rồi ha. Thì anh em mình thích thì anh em mình làm thôi, nhiều lúc làm chưa chắc gì rẻ hơn mình mua đồ hãng nha anh em ha. Còn anh em mình á, nếu mà muốn tiết kiệm về chi phí, thời gian và tiền bạc đó, công sức đó, thì anh em mình cứ dứt đồ hãng đi chơi cho nó khỏe ha. Thì cái này là cái chân của nó có model là 2506B cho anh em, 2506B. Thì cái chân này thì nó không được đẹp nha anh em, nó cũng có xét nha, nó xét tùm lum tà la hết á. Anh em mình về á, thích á, thì anh em mình sơn lại, còn không anh em mình cứ để gì chơi nha. Đó, hàng về làm sao mình để nguyên vậy nè các bạn. Thì anh em mình chưa có chân thì anh em mình mua chân nha. Còn anh em mình nếu mà có đam mê mà không kèm tay voi rồi đó, thì anh em mình sưu tầm về để dành nha anh em ha. Mấy cái chân này không phải muốn mua là mua đâu anh em, không phải muốn mua là mua đâu. Với cái adapter này nè, mình xin nhấn mạnh là adapter ha, adapter 2360A này với cái cặp chân là 2506 này đây các bạn. Thì nếu mà anh em mình có điều kiện thì vậy mình mua sưu tầm về để dành ha. Còn cũ mà cũ hay in đó, thì có rất là nhiều cũ hay in trên thị trường bán rất là nhiều. Cũ thì mua rất là dễ, adapter và cái cặp chân này rất là ít nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lắp cái củ còi 2446G này vào cái họng 93 này. Rồi mình đã kê đặt để rồi các bạn ơi, nó to khủng nặng lắm, mình phải kê cho nó ngay ngắn rồi mình mới test được. Đây các bạn, mình đã lắp cái họng 93 rồi. Họng này khá là hay nha nè, anh em nào có cũ hay in rồi, anh em mình mua này về anh em mình lắp vào. Mình dùng cái adapter của tay voi mình làm cái đế các bạn, kê bằng keo. Mình mượn cái phân tầng của Antec Lansing N801-8A cũng được ha, nó cũng được nha các bạn. Bây giờ mời anh em mình nghe động test. Mình vẫn sử dụng cái con âm ly ế luôn. Con âm ly này bạn mình nó bảo người ta bán có 2,5 triệu, mày bán tới 3,5 triệu nên không ai mua phải rồi. Em hỏi gì con 2,5 triệu đẹp không? Nó 2,5 triệu xấu quắc, móp tùm lum hết. Người con đẹp người ta bán nhiêu? Con đẹp người ta bán 5,5 triệu đằng. Tôi bán có 3,5 triệu, ai thích thì mua. Mà lấy tín hiệu từ cái con selector của Sony nha anh em. Đó, đây nè các bạn. Rồi selector là đảm nhiệm nhiều cái bộ vàng này luôn nè anh em. Bây giờ mình sẽ mời anh em mình nghe tiếng chép trước nha. Em xin test tiếng. Quay cái horn mà H93 này nè anh em mình, phòng nhỏ nhỏ anh em mình, phòng nhỏ nhỏ thì rất là vừa nghe nha. Đó, cái horn H93 này cũng khá là hiếm nha anh em ha. Thì anh em nào mà có cái cũ hay in rồi á, thì anh em mình sưu tầm cái horn này về anh em mình lắp vào chơi nha, rất là kinh tế luôn. Rồi thì cũng như là mình vừa test và giao lưu đến anh em mình là cặp cũ chép JBL 2446G. Đây là một cái combo của hồng kèn tay voi là 2360 nha. Thì anh em nào mà nhà sưu tầm cái món nào đó thiếu gì đó thì anh em mình sưu tầm cái đó ha. Ở đây là cặp chân nè, cặp chân nha anh em, cặp adapter, cặp cũ hay quả adapter H93. Rồi xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều, chúc anh em mình sức khỏe nha. Em xin kết thúc video ở đây.